cô dám đánh tôi. Hả? Được, được lắm, đều đáng chết. Cậu Đông Phương. Chuyện này không liên quan tới chúng tôi, đúng vậy, đều là họa do tiêu vũ. Cậu Trang mau nghĩ cách đi. Mày, còn không mau quỳ xuống, dập đầu xin lỗi cậu Đông Phương, mau quỳ xuống đi. Một đám ăn cháo đá bát chỉ biết xu nịnh, bắt quỳ các người quỳ. Thằng danh, mày vẫn chưa biết quyền lực của tao mạnh cỡ nào nhỉ, bên ngoài cửa, có 200 tông sư võ đạo của tao đấy. 200 tông sư võ đạo, chắc không phải là tông sư võ đạo một địch nhìn đó chứ nghe nói vua ngầm của thành phố thiên hải là một tông sư võ đạo cho nên hắn mới có thể xưng bá cả chục năm ở thiên hải lâu như vậy cậu đông phương mà có tới 200 người cho dù có nhiều tiền hơn gặp được nhân vật lớn có quyền thế ngập trời thì cũng có tác dụng gì chắc chắn là cái thứ này thấy hy nguyệt nhà chúng ta giành được quyền thừa kế nghìn tỷ cho nên trong lòng cậu ta bất bình mới cố ý đắc tội với cậu đông phương liên lụy tới chúng ta đồ khốn hy nguyệt liên lụy tới chúng ta mau bảo cái tên kia quỳ xuống Dập đầu xin lỗi cậu Đông Phương đi, Tiêu Vũ mau chạy đi, mau chạy đi, chuyện khác. Bố nuôi sẽ khắc phục hậu quả, bố nuôi, hôm nay con tới, chính vì không để bố bị bắt nạt, chỉ là 200 tông sư võ đạo, con chẳng thèm để vào mắt. Tiêu Vũ, đã tới lúc nào rồi, anh còn ở đây nói khoác, anh có biết hành động này của anh có thể khiến tất cả những người ở đây đều phải đền mạng không? Bắt tôi quỳ xuống xin lỗi cái tên khốn này sao? Nếu đã vậy, tôi cũng không cần thiết sống cuộc sống bình thường với các người nữa. Ha ha ha. Hai có phải não mày bị chập mạch rồi không? Hả, tao có tận 200 tông sư võ đạo đấy, chỉ 200 tông sư võ đạo, đã khiến mày cho rằng, mình có quyền lực che trời rồi sao? Hạ song nhi, truyền lệnh của tôi, triệu tập 8.000 tông sư võ đạo. Hạ song nhi, truyền lệnh của tôi, triệu tập 8.000 tông sư võ đạo. Ha 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 ha, ôi trời ơi xin lỗi nhé, tôi không nên cười. Nhưng mà đúng là buồn cười không nhịn nổi mà, 8.000 tông sư võ đạo, ôi ha ha ha, hạ song nhi là con gái của quốc chủ. Như công chúa của một nước, chỉ dựa vào mày, mà dám bảo cô ấy làm việc cho mày sao cậu trang lát có thể vẫn phải làm phiền anh tìm một nhà thương điên rồi cái tên kia nói gì nhỉ quyền thừa kế nghìn tỷ là do anh ta tặng sau đó lại nói sao triệu tập tám nghìn tông sư võ đạo qua đây còn nói gì mà gọi cả con gái của quốc chủ tới ha 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 không được rồi tôi cười sắp nứt rồi ha 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 nhãi con mày mạo danh quyền thừa kế nghìn tỷ của cậu đây thì cũng thôi đi thế mà còn dám ngay trước mặt cậu đông phương nói muốn tập hợp tám nghìn tông sư võ đạo sao mày tưởng mày là ai lẽ nào mày thật sự tưởng bản thân là vô thượng thiên tôn sao tiêu vũ chúng ta đừng làm loạn nữa trong mắt những hào môn đế đô này chúng ta chính là sâu kiến mặc cho họ chơi đùa thôi đây là mấy trăm ngàn bố nuôi thích góp được hơn 20 năm con cầm lấy rồi mau chạy trốn đi chuyện tiếp theo cứ để bố nuôi xử lý bố nuôi yên tâm đi chỉ là một gia tộc đông phương con chẳng thèm để vào mắt sao anh ta dám nói triệu tập tám nghìn tông sư võ đạo lẽ nào anh ta có thân phận không tầm thường nào khác tiêu vũ anh đủ rồi đó tôi cầu xin anh đừng làm mất mặt nhà họ thẩm của tôi nữa tôi làm chuyện gì khiến cô cảm thấy nhà họ thẩm bị mất mặt quả nhiên mẹ nói không sai vì tôi đã giành được quyền thừa kế nghìn tỷ trong lòng anh thấy bất công nên mới gây chuyện được anh cho một con số đi tối nay tôi lấy được quyền thừa kế nghìn tỷ rồi tôi đồng ý với anh tôi sẽ chuyển cho anh nhưng anh phải đồng ý với tôi lát phải xin lỗi cậu thanh thương cô đúng là nực cười chuyện tới bây giờ chẳng lẽ cô còn cho rằng quyền thừa kế nghìn tỷ này là trang tất cho cô sao làm sao chẳng lẽ là cái tên vô tích sự cậu giúp hy nguyệt giành được chắc cậu không soi gương lại xem, xem bản thân bần hàn như nào. Xứng sao? Được rồi, tôi đồng ý thay chị tôi, cho anh một tỷ, đủ chưa? Có thể nào đừng quấn lấy chúng tôi không? Lát sẽ chuyển tiền cho anh, bây giờ mau quỳ xuống nhận lỗi, với cậu Đông Phương đi, tên ở rể như anh chết không đáng tiếc, nhưng đừng có kéo theo chúng tôi. Được. Nếu đã như vậy, hủy quyền thừa kế nghìn tỷ của nhà họ Thẩm, đóng băng tất cả tài sản của nhà họ Thẩm. Đại nhân con đường trăm dặm chung quanh đã bị phong tỏa, 8000 tông sư võ đạo, đã chạy tới khách sạn đằng long rồi đi tới khách sạn đằng long đóng băng tất cả tài sản của nhà họ thầm được rồi đấy cậu đừng nhớ thương cái quyền thừa kế nghìn tỷ nữa nó đã được định trăm phần trăm cho hy nguyện nhà chúng tôi rồi tôi nói có đúng không cậu trang chính xác tôi thật sự không ngờ được sao ra mặt cậu dày tới độ nói được câu hủy bỏ quyền thừa kế nghìn tỷ chứ nếu như cậu ta thật sự đỉnh như vậy cần gì phải làm tên ở rể vô dụng chứ cho mày ra vẻ lâu thế rồi vậy mày chết cũng được nhắm mắt nhỉ cậu đông phương cậu cũng thấy rồi đấy cái tên này. Bị mất não rồi, thật sự không có liên quan gì tới chúng tôi, cậu muốn giết thì giết tên đó, đúng đó, chẳng phải cậu muốn kết hôn với chị của tôi sao, vậy là chúng ta có thể là thông gia rồi. Cậu Đông Phương, giới thiệu với cậu, vị này là cậu Trang. Quyền thừa kế nghìn tỷ của Hy Nguyệt nhà chúng tôi, đều do cậu ấy dành về đó, như vậy thì, hai, cô đấy, nay ngủ với tôi một đêm đi, chỉ cần cô hầu hạ cậu đây vui. Tôi có thể phái cho cô, vài võ đạo tông sư đi, bảo vệ quyền thừa kế nghìn tỷ gì đó của cô tới lúc đó không phải cô lấy được cả tiền lẫn quyền rồi sao con mau cảm ơn cậu đông phương đi à phải rồi còn về phần mày không phải mày ngứa mắt người khác bắt nạt bố nuôi của mày sao mày và bố nuôi của mày cùng tát nhau một trăm cái có lẽ tao có thể tha cho chúng mày một mạng thế nào cái tên vô dụng này có nghe thấy cậu đông phương nói chưa mau quỳ xuống tát nhau đi cậu lại dám đánh tôi tiêu vũ anh đủ rồi đó anh năm lần bảy lượt đánh mẹ tôi anh có từng tôn trọng tôi không? Được không phải anh giỏi lắm sao? Vừa hủy bỏ quyền thừa kế nghìn tỷ, vừa gọi tới tám nghìn tông sư võ đạo, vậy anh mau cho tôi, xem bản lĩnh của anh đi, đừng chỉ nói ngoài miệng như thế, Thẩm hy nguyệt. Cô đúng là khiến tôi hoàn toàn hết hy vọng về cô, tôi mới hết hy vọng về anh đó. Thế chẳng phải đúng rồi sao, nhãi danh. Tao cho mày một cơ hội cuối, quỳ xuống. Với người bố nuôi này của mày, cùng tắt nhau một trăm cái đi. Mày dám đánh tao, mày tưởng tao dễ động hả? Được, được lắm người đâu? Gọi hết toàn bộ 200 tông sư võ đạo, ngoài cửa vào đây cho tao, hôm nay tao, phải đại khai sát giới. Hả, sao vậy, sao vậy? Kỳ lạ, sao người phụ trách lại gọi cho mình lúc này? Sao cơ, quyền thừa kế nghìn tỷ bị hủy bỏ rồi. 8.000 tông sư võ đạo tới. 8.000 tông sư võ đạo tới, hạ song nhi tới rồi, 8.000 tông sư tới việc này sao có thể, đây chẳng phải là tiện nhân ban nãy sao? Thế mà lại là con gái của quốc chủ, Hy Nguyệt, cô nói gì vậy, quyền thừa kế nghìn tỷ bị hủy bỏ rồi, cái gì, mẹ? Chẳng lẽ chúng ta bỏ lỡ con rể vàng? Tiêu vũ này rồi sao, Hy Nguyệt? Con đang đùa với mẹ đúng không, chuyện này không phải, chắc chắn 100% sao, thật sự do anh ta hủy sao? Xin chào, tôi là Đông, anh Tiêu Vũ. Người ta đã dẫn 8.000 tông sư võ đạo tới rồi, có phải anh sẽ đồng ý lấy em không? Đừng nghịch nữa bây giờ tôi không có tâm trạng đùa với em anh tưởng em đang đùa với anh à em hỏi anh một lần nữa anh có cưới em không không cưới anh tức chết em rồi uổng công em còn phong tỏa đường trăm dặm quanh đây tới đây giúp anh tám nghìn võ đạo tông sư này là tiêu vũ bảo cô gọi tới sao cái này à trước đây tôi nợ ân tình của anh ấy bây giờ tới trả mà thôi vậy quyền thừa kế nghìn tỷ cũng do anh ta bảo cô hủy à em cho anh một cơ hội cuối cùng rốt cuộc có cưới em không không cưới được vậy thì quyền thừa kế nghìn tỷ này tôi không biết có lẽ các người làm ầm ĩ quá. người phụ trách của quyền thừa cái nghìn tỷ ấy, anh ta không vui, nên đã hủy rồi. tội không cưới em, em không giúp anh vào mặt nữa, anh tự giải quyết đi. đi, về đế đô với bổn tiểu thư, con nhóc này. chị, vậy bây giờ phải làm sao? mất quyền thừa cái nghìn tỷ rồi, không phải chúng ta quay về thành người bình thường sao?